Hi, David Dương, bất động sản định cư, đảo Sip xin kính chào toàn thể cô chú anh chị. Chúc một buổi tối thật an bình. Hiện bây giờ là đang 3 giờ chiều tại đảo Sip, bờ biển Địa Trung Hải. Cô chú anh chị và các bạn cần sở hữu cho mình một ngôi nhà thứ hai để lấy một cái thẻ quyền lực có thể là đi bất cứ nơi đâu trên thế giới. Cô chú anh chị hãy đầu tư vào một bất động sản cho gia đình hai thế hệ, đương đơn vợ chồng và tất cả các con cái của mình có thể sanh vĩnh viễn, sau 6 năm có thể lên quốc tịch. Với một cái nguồn đầu tư rất là thấp, đối với chính phủ đảo Sip chỉ cần hơn 8 tỷ thì cô chú anh chị có thể sở hữu được hai căn hộ studio hoặc là một căn hộ 3 phòng ngủ 169m2 và có khu viên, hồ bơi riêng của chú anh chị nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.